Tiền thoải mái đổi là còn 12M. À, đấy còn 4M đấy chứ, đây nhưng mà còn 12M chưa đổi các bạn. Tức là sẵn là chưa đổi. Ok. Đấy nha. Đấy, bắn thử con này này. Ôi, các bạn thấy nổ 58k mấy, các bạn thấy kinh chưa? nhưng mà thôi, vào một cái chủ đề chính về kho tí các bạn. Ok. Cái đường môn ấy, đấy, như con ác lúc nãy nhá. Con ác lúc nãy ấy, thì các bạn đồ nó cùi quá, tất cả mọi thứ nó cùi. Thế cho nên là ấy, các bạn sẽ rất là khó nhìn ra cái chỉ số. Nhưng mà con này thì khác này. Con này chúng ta sẽ rất là dễ nhìn ra cái chỉ số của nó. Thì bây giờ mình sẽ review qua trước này. À, bút phê lên đã. Đó, ok. Thì xem nào. Kỵ. Kỵ là cửu châu thần long anh em nhé. Đây mình cưỡi lên cho anh em này. Đấy, nhiều anh em bảo là con lải, con giun lươn gì đó. Đấy, đây. Đấy, thì đây là con cửu châu thần long. Đấy, cưỡi cho anh em xem tí đã. Review nó phải chân thực đúng không? Đó. Thì con gái nó sẽ ngồi trên đầu này này. Đôi khi váy nó xiên lên không biết là có đau hay không. Nhưng mà nhìn trong mấy cái sừng này thì giống như ông cắm sừng quá nha. Mấy con sừng, mấy cái sừng của con rồng này ấy quá, kém duyên quá. Con rồng này vớ vẩn quá. Thằng nam ấy thì ngồi tụt dưới này các bạn, ngồi tụt thẳng xuống chỗ lưng này này, nhưng mà nữ thì ngồi trên đầu này này. Nhưng mà ngồi đúng mấy cái sừng. Rồi, bây giờ xem nào. Máu thì đang là gần 500k rồi anh em. Cái này nó đang là giảm kháng huyền này, cái này cũng giảm kháng này. Băng huyền, cái áo thì là quá ngon này anh em, huyền độc rồi. Ok, đây món boss anh em, đó boss nó hình như này này, cái này cũng boss này, cái này cũng vậy. Ác em cùi quá chưa tự tin cho anh xào. Không sao, xào thoải mái, xào để các bạn build cho đúng hướng chứ không phải là ngon rồi mới xào. Không phải em ở dương kém rồi có đảo bỏ gì mà không biết chết lên chết xuống. Làm 500k máu, à, ok nha, bật di hoa giúp mọc lên đánh thường skin ạ. Bật di hoa lên thì bạn cứ đánh chặt hết skill đi thôi chứ gì nữa. Rồi, quay trở lại ác này này. Đây là đang 97, 98 này. Đó, cái này đang bạn ấy đang đi, ý tưởng của bạn ấy là khá là rõ, là chơi hội nha. Có hai dòng hội này. Đây cũng hội này. Đó, ngọc thì không cần đấu hội, nhưng mà nhìn chung là cũng khá là ok. Võ hồn xem nào. Võ hồn là huyền. Rồi. Ok. Thú xem nào. Đó, một cái vấn đề mà anh vừa nói ở kia ấy, và anh cũng nói với em luôn ấy. Thì em đang có con này đúng không? Thì em có cái thần hiệu rồi. Nhưng mà em hãy cho nó thành cao thần hiệu đi. Đấy. Mình thấy rất là nhiều ác mình vào mà không ai, bất kỳ ai có một con pet gì cả. Nó phải là cao thần hiệu, nó phải là độc cổ, nó phải là linh động, nó phải là chi độn. Đó, nó phải là những cái đó các bạn ạ. Chứ không có nổi một con pet thì đi Novk nó rất là bị động nhé. Đó, còn bây giờ này, cái việc bạn ý là bạn ý thuần đam và lên 500k máu thì dễ thôi, 500k máu đơn giản thôi. Anh chỉ ra những cái chỗ. Đây, chỗ này là 18 điểm thể của em này. Chỗ này 18 điểm thể thì em xem có cái mũ nào không. Đấy, thay một cái mũ đi em ơi nhá, thay một cái mũ thì nó sẽ có 18 điểm giống cái này, 18 điểm đây, 18 điểm giống cái này thì nó sẽ lên nhá. Ngày mai em tu nữa hoặc em nhai công lực đan vào nữa thì cái này nó cũng sẽ lên. Thì việc 500k máu của em nó chỉ 998 thôi đây, thì nó chỉ trong việc ngày nay hoặc ngày mai thôi nhá. Đó, xong cái vấn đề về 500k máu. Còn những cái đồ ở đây ấy, thì nó như thế nào thì theo anh ấy là em nên chơi đồ nó như thế này này, tạm thời bây giờ chơi như thế này đi.
đó là chính thể thân ấy. Còn những cái này ấy, thì phải nói thực là bây giờ nó làm em xịt đi nhiều quá. Theo như anh thấy là thế. Gỡ bớt nội công ra đi em ạ. Chỗ này này, gỡ nội công ra. Đấy. Cái chỗ này này, đâu nhỉ? Cái chỗ này này thì nó lại cũng hơi ngược một chút, là em cho viên chính xác vào đây thì gỡ giảm bán huyền ra, cho viên chính xác vào đây gỡ giảm bán huyền ra, cho chính xác vào đây gỡ giảm bán huyền ra, cho cái giảm bán huyền ấy xuống cái chỗ này này thì đồ nó sẽ là chính xác giảm kháng và huyền huyền, chính xác giảm kháng huyền huyền, chính xác giảm kháng huyền huyền, chính xác giảm kháng huyền huyền. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì em đi bốn thuộc tính cho nên là em phải bôi cho nó một ít giảm kháng phụ vào. Thì bôi làm cách nào thì bôi, thì bôi ở đây một viên cũng được này, làm người khuyên đi em ơi, cái quy khư này chỉ cầm cho vui thôi nhá, làm cái khuyên, cố gắng làm lấy mười khuyên có hai thuộc tính hoặc là hai giảm kháng tùy, thì cho nếu như mà như thế thì cái giảm kháng của em ấy em phải gỡ bớt giảm kháng huyền ra chứ em không để được nhiều đâu. Cái giảm kháng huyền của em bây giờ đó là 576, nhưng mà theo anh ấy thì là em nên để nó khoảng tầm 400 thôi. Chấp nhận thằng nào kháng full kháng huyền thì thôi không bắn nó nữa. Để em lấy slot em đập giảm kháng phụ. Thì bây giờ để tại thì để thời điểm này thì ốp mỗi loại một viên đi. Ốp mỗi loại hai viên thì em bắn xịt nhiều lắm. Đằng đường môn này xịt này. Đẩy cái chính xác này lên 65k em nhé. Sau khoảng tầm 2 tháng nữa thì hãy đẩy nó lên 70k, nhưng bây giờ chỉ khoảng tầm 65k thôi là đẹp. Nhá, 65k. Còn cái không phải là chỉ đẩy riêng bằng chính ở đây nhá, ở đây có một ca chính này, với là thiếu thân này. Ở đây có một ca chính và thiếu thân này. Đó nhá, thì hai ca chính và 100 điểm thân rồi đấy. Cái chỗ này cũng thiếu chính này, là một ca chính, cái này ba ca chính này. Đó. Thì có ba ca chính nhá. Ba ca chính và 100 điểm thân. Cái chỗ này là 18 điểm thân nữa này. Cái chỗ này này thì em cũng có thể xoay nó sang một cái, cố gắng tìm cho nó một cái dòng thân pháp. Nhá. Đâu xem nào, có gì đâu, có khuyên huyền đọc ở kho. Đây cái này đúng không? Huyền giảm kháng huyền và giảm kháng độc. Thế thì em chơi cái này đi nhá, chơi cái này đi. Đừng chơi cái kia nữa. Nó mất dòng thân nhưng mà thôi phải chấp nhận thôi. Thì đây nó có một tí kháng độc, cũng giảm kháng độc đây này. Thì em sẽ đánh được những cái thằng nào đó mà nó, em đừng có ốp thêm hai giảm kháng độc ở đây nhé. Tại vì thường thường những thằng nào mà nó đã kháng độc ấy, là kháng độc của nó ít nhất phải tầm 1k5 hay 1k8 cơ. Thế cho nên ý, những cái thằng nào mà nó có tí kháng ở đồ ấy, ví dụ như là đồ chế của nó có tí kháng ấy, thì em sẽ bỏ qua được, giả sử như thằng này này. Đấy, nó có kháng hỏa đây, cứ do là ví dụ như là kháng kháng độc đi thì em sẽ bỏ qua được cái đây, nhưng mà ấy, em sẽ không bỏ qua được những thằng nào mà võ hồn nó có kháng. Đây võ hồn nó này, đây, xin nhá, xem này, con này này, nó lấy luôn ví dụ của con này đi, đấy là 29 điểm kháng này, nhưng mà ấy, cái này gọi là nếu mà được thì được, không được thì thôi em ạ. Tức là em đã xác định chơi bốn thuộc tính rồi thì nói chung là để 49 điểm kháng độc đi, giảm kháng độc đi, được thì được, không được thì thôi, đấy kiểu nó như thế. Tập trung vào ba loại giảm kháng thôi. Giảm kháng băng, giảm kháng hỏa, giảm kháng huyền thôi. Thì cho mỗi loại phụ cái một viên thì mất hai slot, còn đâu là đóng giảm kháng huyền. Nhá, băng và hỏa mỗi loại là một slot thôi. Là 90 điểm. Thì nếu như mà em chuẩn bị thêm một cái nữa thì là cái khuyên này hoặc là cái ám khí ấy. Thì em có thể là cho hai viên giảm kháng vào cũng được, tùy. Mà theo anh thì là mỗi loại một viên thôi được rồi. Nó giống như là kiểu chơi chúng ta được thì được ấy, được bốn thuộc tính thì tốt ấy, mà không được thì chúng ta chơi nguyên huyền ấy. Đấy, lý do là như thế. Nha, còn cái mà anh lưu ý với em duy nhất ấy là đẩy chính xác, nó chính xác như này thì không ăn thua. Chính xác như này nó yếu quá, thằng đường môn bắn nhiều xịt nhiều lắm. Em đánh vào những thằng nó yếu yếu hơn em thì không nói, nhưng mà em nên đánh so với mặt bằng chung của server ấy, tức là những thằng nào nó ngang em ấy thì, hoặc là những thằng tiêu dao ấy thì chính xác nó ít nhất phải tầm 60k đến 65k gì đó nó mới ổn được. Ngoài ra em đi map, mà tại vì là em đi map
Thì cho nên em có thể dùng một con pet có cái trưởng là thuấn ảnh ý, nó cũng sẽ lên thân cho em. Mà lên thân cho em ấy thì nó sẽ lên chính, lên né, lên hội. Đó có nhá, là một con thân, là một con thuấn ảnh ý. Đó, xong. Thì em còn hỏi vấn đề gì nữa không? Cái khuyên này nhá, dùng cái khuyên đi. Dùng cái khuyên đi em ạ, chứ đừng dùng cái món này. Xong coi em có món gì không? Có món gì ta? Còn nếu như mà em chơi gọi là rút về chơi ba thuộc tính rồi ấy, thì em sẽ lãi dòng hơn đấy. Chơi ba thuộc tính thì nó sẽ dễ hơn, nó ở mức như này này. Là em có thể chơi là băng hỏa huyền chính xác hội thể thân, thì em sẽ vẫn giữ được cái phong cách là em muốn, tức là ý tưởng của em ấy thì anh hiểu là em đang muốn là hà hội hội đây đúng không, hội đây đúng không, ý tưởng của em là như thế đúng không. Đó, khi em chuyển về ba thuộc tính ấy, thì cái ý tưởng của em nó sẽ giữ được vững hơn và chúng ta cũng đỡ mất slot, đỡ đau đầu về việc ốp giảm kháng. Nó không như thằng Thiên Long, thằng Thiên Long là nó có cái Trung Dung kiếm nó bù cho và nó cộng dồn thêm vào cái giảm kháng phụ, nhưng mà những phái này ấy, thì nó không có, nên gần như là các bạn ốp bao nhiêu thì nó có bấy nhiêu thôi. Nó rất là đau đầu nha, đi bốn thuộc tính nó rất là đau đầu và chỉ số chính của nó rất là kém. Đi ba thôi thì đỡ, còn nếu bạn đi hai thì thằng Đường Môn đam nó hơi quỏi. Đi hai các bạn biết như nào không? Đi hai thôi ấy, thì nó sẽ không đi được là huyền và độc, mà nó phải là đi huyền với lại một cái gì đó, ví dụ là hỏa huyền hoặc là băng huyền hay gì đó nha, chứ nó không thể đi huyền độc được đấy. Thế cho nên này, thằng Đường Môn ấy, một ấy là nó đi ba, hai đi bốn thôi, đừng có đi hai hay đi một làm gì. Đi một thì trừ khi là em cũng đeo phun trùng thôi thì đi một được nha. Xong đó, thì em còn hỏi vấn đề gì không? Còn ác em thì anh chỉ chỉnh vài chỗ đấy thôi, anh biết em là cao thủ rồi mà. Đây, bỏ ra xem nào. 499 này, tu luyện ngày mai nữa là em lên 500k máu, thế chứ có gì đâu. Tu luyện ngày mai nữa lên 500k máu. Đây này, thích nhất của thằng Đường Môn là cái này các bạn này. Cái này, đó, này. Cho anh em xem nhé. Úi, 442 này. Khi mà các bạn cộng dồn thêm ấy, 10 điểm ở đây này, 10 điểm ở đây này, cái này 10 giữ nguyên nhưng có thân là nó sẽ cộng dồn lên hội nữa. Đấy. Mà nếu như mà các bạn chơi theo cái hướng đó là băng hỏa huyền này, chính này, thể thân và tất cả tính này, thì bạn sẽ tối ưu được cái máu này, tối ưu được cái thân này, tối ưu được thể này, tối ưu được rất là nhiều thứ nhá. Nên hãy cân nhắc lựa chọn giữa băng hỏa huyền chính hội thể thân và băng hỏa huyền chính thể thân tất cả của tính. À, thì đấy thì em chơi cái nào thì chơi. Chơi các bạn chơi ba thuộc tính hay bốn thuộc tính ấy, các bạn phải hiểu cái vấn đề nó trước, chứ không phải là Azua còng các bạn đi. Các bạn có thể đánh vào mấy cái thằng cùi hơn các bạn ấy thì thì ngon đấy, ngon ngon. Nhưng mà các bạn phải hiểu nó đã. Các bạn gặp đúng đối ấy, mà nó build ngọc để chống lại bạn cái đó ấy, thì bạn cứ ngắc à. Đi bốn thuộc tính thì đồng nghĩa bạn phải ốp bốn loại giảm kháng, mà bốn loại giảm kháng thì các bạn hiểu đơn giản ấy. Ngoài thằng Thiên Long nó có một trưởng Trung Dung kiếm, tức là mặc định cái trưởng đấy nó giúp cho thằng Thiên Long có một cái viên giảm kháng này, thì tất cả những phái khác đều phải ốp từ hai viên giảm kháng phụ trở lên. Mà khi hai 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 tức là mất bao nhiêu ạ, 6 slot rồi thì còn lại bao nhiêu slot để ốp giảm kháng chính đâu. Ba thuộc tính phụ là phải ốp hai mỗi loại hai viên giảm kháng phụ là 6 viên, thì còn lại bao nhiêu slot thì các bạn phải đóng giảm kháng thuộc tính chính chứ. Mà ốp là ốp như thế thì bao nhiêu ạ, liên này, ám khí này, long văn võ hồn này, bá vương lệnh này, nó bị chèn slot của giảm kháng chính rồi, còn đâu mà ốp chính nữa. Thì đương nhiên là cái chính của bạn nó sẽ giảm xuống, đồ thì nó cũng chỉ 7 dòng thôi, và đương nhiên là cái chỉ số của bạn ấy chính là hội né thể thân nó phải giảm thế thôi. Còn nó kháng trên 3 viên phát bạn cứng ngắc này. Bạn phải chơi một cái trò gọi là trò hên xui.
Một ấy là tao có đam. Hai ấy là tao chỉ có nguyên đam huyền và tao thua to hết cả một đống thuộc tính, à, đống chỉ số. Đấy thì tùy các bạn lựa chọn nha. Cuộc đời có gì toàn vẹn đâu bạn, các bạn cứ cho thoải mái nhá. Cuộc đời không có gì toàn vẹn cả, chúng ta phải lựa chọn hết đấy. Yêu con này thì không yêu con kia đâu, cưới là cưới con nào cưới một con thôi. Sáng tán sáng uống cà phê con này, tối lại đi chơi con kia là nó vả gãy cả răng ấy. Nha, ok rồi, hy vọng là anh em có một cái nhìn nó mới hơn về cái build up. Bây giờ mình cũng phải vào app của mình để mình la tí nhỉ.